Chỉ sau 4 vòng đấu, Man United lại tự biến mình thành trung tâm của sự chú ý theo cách không mong muốn. Sau thất bại trước Arsenal, ông Erik ten Hag chỉ tiết lộ đơn giản rằng Sancho và McTominay không được đăng ký thi đấu vì không đảm bảo phong độ trên sân tập. Chẳng ngờ, phát biểu ấy như giọt nước tràn ly, Sancho công khai chống đối người thầy của mình trên mạng xã hội. Anh cho rằng mình vẫn làm tốt công việc nhưng luôn bị xem là vật tế thần cho cơn giận dữ của người hâm mộ. Hậu quả, Man United buộc phải thông báo loại Sancho khỏi đội một khi tiền vệ này quyết không xin lỗi huấn luyện viên Erik ten Hag. Nhưng nếu nhìn vào những gì Sancho thể hiện mùa này và cả mùa giải trước, chẳng mấy ai ủng hộ cầu thủ này. Anh thi đấu mờ nhạt, lười biếng trên sân và hầu như không đóng góp gì cho Quỷ Đỏ suốt thời gian qua. Cùng với việc Anthony gặp rắc rối với cáo buộc bạo hành phụ nữ, huấn luyện viên Erik ten Hag giờ đây chỉ còn đúng Perisic ở hành lang phải. Nhưng tiền vệ người Uruguay cũng chỉ là một phương án bất đắc dĩ. Không loại trừ khả năng nhà cầm quân này phải đưa Garnacho hoặc Rashford sang cánh phải. Ở vị trí tiền đạo cắm, Rasmus Højlund có thể được xếp đá chính ngay từ đầu. Nhìn chung, cầu thủ người Đan Mạch cho thấy một vài điểm tích cực khi vào sân ở cuộc đọ sức với Arsenal. Anh cao lớn nhưng có tốc độ ấn tượng, nhịp chạm bóng khéo léo, có thể giúp Manchester United trở nên linh hoạt hơn. Lisandro Martinez đã tập luyện bình thường nhưng khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Diogo Dalot chắc chắn phải đá hậu vệ trái khi Reguilon cần thời gian thích nghi với đội bóng mới. Ở hàng tiền vệ, vẫn là bộ ba Casemiro, Eriksen và Bruno lĩnh nhiệm vụ cung cấp bóng cho các mũi tấn công. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên De Zerbi vẫn biết cách biến Brighton thành đội bóng đáng sợ dù phải chia tay những ngôi sao quan trọng. Mùa này, Estupinan và Maitomer đang trở thành hai ngôi sao giúp chim vòng biển tấn công biến ảo hơn. Khi Moses Caicedo rời đi, vai trò của Billy Gilmore dần trở nên rõ ràng. Tiền vệ người Scotland từng là tài năng trẻ sáng giá và giờ là lúc anh chứng minh tiềm năng của mình không chỉ thể hiện ở các giải trẻ. Nhìn chung, sự mạch lạc trong lối chơi vẫn là điều Brighton vượt trội so với Man United. Vận hành Quỷ Đỏ chưa bao giờ là dễ dàng với các huấn luyện viên trong nhiều năm qua. Khi huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn đang loay hoay với cơn bão chấn thương và nhiều câu chuyện bên ngoài sân cỏ, đó là cơ hội để Brighton giành thêm chiến thắng. Thể thao 5.1 dự đoán đây sẽ là một trận đấu cân bằng của cả hai đội. Trận đấu sẽ có ít nhất là 3 bàn thắng. Chúc các anh em may mắn!